Cảnh báo, buổi tối cấm ăn 8 loại quả này, kẻo phá nát gan thận, giấc ung thư có ngày thọ non. Mến chào bà con cô bác đang theo dõi trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Cô bác thân mến, trong những ngày hè oi ả như thế này thì có một đĩa trái cây tráng miệng sau bữa tối hay một ly nước ép mát lạnh sẽ kích thích vị giác của các thành viên trong gia đình. Thế nhưng ăn nhiều thì chưa chắc đã tốt đâu cô bác ạ. Đặc biệt là vào buổi tối hay thời gian trước khi đi ngủ, ăn quá nhiều các thực phẩm sẽ gây hại cho sức khỏe của cô bác. Mới đây, các chuyên gia còn chỉ ra có 8 loại quả cô bác tuyệt đối không sử dụng vào buổi tối nếu không muốn mất ngủ, gan thận gặp vấn đề và sớm ngày gặp ông bà tổ tiên. Vậy cụ thể những loại trái cây này là gì, tác hại khi ăn vào buổi tối lên sức khỏe như thế nào? Cô bác hãy cùng An Tâm Sống Khỏe đi tìm hiểu trong nội dung chương trình hôm nay. Trái cây, rau củ rất tốt cho sức khỏe, điều này là không cần bàn cãi. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng nên ăn hoa quả, đặc biệt là khi ăn vào buổi tối cô bác ạ. Nhưng bác hàng xóm nhà tôi đấy ạ, vì sợ tăng cân béo phì ảnh hưởng đến sức khỏe, nên buổi tối bác ăn rất ít cơm, thay vào đó bác ăn hoa quả, rau củ. Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước, bác đột nhiên phải nhập viện trong trạng thái yếu ớt với những biểu hiện như thấy chóng mặt, khô miệng và buồn nôn. Ngay lập tức, các bác sĩ đưa đến phòng cấp cứu, đồng thời tiến hành xét nghiệm máu. Kết quả kiểm tra cho thấy lượng đường trong máu của bác đạt 79,98 mol trên lít, gấp hơn 10 lần so với người bình thường. Độ pH trong máu là 7,05, có tính axit mạnh. Đánh giá từ các chỉ số kiểm tra, bác sĩ kết luận bác bị nhiễm ceton acid do tiểu đường. Các bác sĩ cho biết ăn trái cây không gây hại cho cơ thể, nhưng cách ăn quá nhiều thì không được khuyến khích, bởi thay thế bữa ăn tối bằng trái cây có thể dẫn đến nguồn dinh dưỡng đi vào cơ thể không cân bằng. Cộng thêm việc thích ăn các loại hoa quả có đường, buổi tối tiêu thụ quá nhiều lượng đường cho phép. Đây là thói quen ăn uống không lành mạnh, dẫn đến bị nhiễm ceton acid do tiểu đường. Đồng thời, các bác sĩ còn khuyến cáo có 8 loại trái cây chúng ta không nên ăn vào buổi tối. Đầu tiên phải kể đến là trái nho. Mặc dù nho là loại trái cây phổ biến với các công dụng như phòng ngừa bệnh tim mạch, khả năng chống oxy hóa cao. Nho tươi giàu năng lượng, nước, đường gluco, các vitamin, các chất cần thiết cho mẹ bầu như axit folic, canxi, kali, magie, sắt. Với hàm lượng vitamin và khoáng chất cao gấp 5-7 lần so với táo, mận, xoài, cam, nho cực tốt cho mẹ bầu. Kali trong trái nho giúp cải thiện lưu thông máu và điều hòa huyết áp. Nho tươi giúp ngăn ngừa táo bón, kích thích hoạt động của thận, giúp đào thải các độc tố ra khỏi cơ thể. Nho còn giúp tăng cường miễn dịch bà bầu, tăng cường thị lực thai nhi. Nho còn giúp con phát triển thể chất và trí tuệ từ trong bụng mẹ. Tuy nhiên, cô bác lớn tuổi thì không nên ăn nho vào buổi tối vì nho có tính lợi tiểu, có thể khiến mẹ thức dậy nhiều lần để đi vệ sinh. Chưa kể, hàm lượng đường trong nho cao có thể khiến cô bác trằn trọc mất ngủ. Vì vậy, để đảm bảo chất lượng giấc ngủ, hãy hạn chế ăn loại nho này vào ban đêm nhé. Ngoài ra, bệnh nhân tiểu đường cũng không nên ăn quá nhiều nho. Trái cây thứ hai mà cô bác không nên ăn nhiều vào buổi tối, đặc biệt là ăn trước khi đi ngủ, đó chính là bơ của bác nhé. Không biết cô bác có giống tôi không, chứ tôi thì cực kỳ thích ăn quả bơ của bác ạ, nhất là món sinh tố bơ. Tôi vẫn nhớ cách đây 2 tháng khi giảm cân thì bơ và bưởi là hai loại trái cây mà tôi thường xuyên ăn. Lượng chất béo tốt trong bơ có tác dụng giảm cholesterol và lipid trong máu. Trong bơ còn chứa chất lutein và các dưỡng chất như xanthin, hợp chất chống oxy hóa, có tác dụng làm giảm nguy cơ phát triển các bệnh về mắt, bảo vệ mô mắt khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Tuy nhiên, nếu cô bác ăn bơ vào buổi tối lại không tốt cho sức khỏe, vì lúc này lượng mỡ thực vật nguyên chất tích tụ khiến huyết áp chúng ta tăng lên, đồng thời tăng cân nhanh chóng. Chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích thời điểm trong ngày tốt nhất để ăn bơ đó là vào buổi sáng. Lúc này, cô bác sẽ hấp thụ được các vitamin trong ngày mà không lo ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu muốn tăng cân, cô bác nên ăn bơ vào sau bữa ăn khoảng 1-2 tiếng đồng hồ. Còn bình thường thì cô bác nên ăn bơ khoảng trước bữa ăn từ 1-2 giờ và không cần lo lắng lượng calo trong bơ tích tụ nhiều thành mỡ. Ngoài ra, cô bác cũng chỉ ăn tối đa 1/2 quả bơ trong ngày và không nên ăn nhiều hơn để tránh lượng calo, chất béo tích trữ quá nhiều gây tăng cân. Người có vấn đề về gan, dễ bị dị ứng, phụ nữ mang thai và cho con bú nên hạn chế ăn bơ. Loại quả thứ ba cô bác nên hạn chế ăn vào buổi tối đó là xoài. Xoài chứa nhiều chất chống oxy hóa như zeaxanthin, beta-carotene, tốt cho mắt và hỗ trợ ngăn ngừa một số bệnh ung thư.
Tuy vậy, xoài nằm trong nhóm thực phẩm có chỉ số đường huyết cao, không nên ăn vào buổi tối. Xoài chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là chất chống oxy hóa, trong đó có tác dụng lọc những tia ánh sáng xanh gây hại cho mắt, làm thoái hóa điểm vàng khi về già. Beta-carotene giúp ngăn ngừa bệnh hen suyễn và ngăn ngừa ung thư. Bên cạnh đó, một số chất dinh dưỡng như beta-carotene có trong xoài còn giúp ngăn ngừa bệnh hen suyễn, ung thư tuyến tiền liệt và kết trực tràng. Nhưng xoài chứa nhiều chất gây kích thích nên khi ăn xoài vào buổi tối có thể khiến da mặt bị mẩn đỏ. Cô bác đừng nên ăn nhiều xoài vào buổi tối vì đây cũng là loại trái cây ngọt có thể làm tăng lượng đường trong máu và sẽ dẫn đến bệnh tiểu đường, mỡ máu. Loại quả thứ tư đó là sầu riêng, ăn buổi tối cực kỳ độc hại. Sầu riêng rất nhiều dinh dưỡng và được xem là vị thuốc chữa ho với những bệnh ngoài da hiệu quả. Sầu riêng giàu vitamin khoáng chất là loại trái cây có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là với bà bầu. Mẹ bầu ăn sầu riêng giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón, tăng cường năng lượng. Nhờ hàm lượng axit folic dồi dào trong sầu riêng giúp tránh được triệu chứng thiếu máu thường gặp trong thai kỳ. Sầu riêng cũng giúp răng và nướu khỏe hơn nhờ hàm lượng phốt pho dồi dào. Kali trong sầu riêng có tác dụng giúp phòng ngừa loãng xương, tê tay, chuột rút. Tuy nhiên, khi ăn sầu riêng, cô bác cần lưu ý một điều cực kỳ quan trọng là không ăn quá nhiều cũng như không ăn vào buổi tối vì hàm lượng đường trong sầu riêng cao có thể khiến cô bác mất ngủ, trằn trọc. Ăn sầu riêng vào buổi tối còn khiến mẹ dễ tăng cân, tăng lượng đường trong máu, dễ mắc bệnh xơ vữa động mạch. Ngoài ra, đặc biệt nhất, bà bầu có nguy cơ tiểu đường thai kỳ càng cao, không nên dùng sầu riêng đã về đêm. Chính vì vậy, đối với những người bị huyết áp cao, huyết áp thấp, rối loạn chức năng tim mạch, viêm loét dạ dày nên hạn chế ăn sầu riêng vào buổi tối. Khi cô bác ăn sầu riêng vào buổi tối cũng dễ gây nên tình trạng xơ vữa động mạch, khiến bệnh tình thêm tăng nặng. Cô bác cũng không nên ăn ít cơm rồi ăn sầu riêng để tránh việc hấp thụ quá nhiều năng lượng. Loại quả thứ 5 không nên ăn vào buổi tối, cô bác nên biết đó chính là măng cụt. Được xem là một loại quả rất giàu dinh dưỡng với các vitamin, chất đạm, chất béo, chất xơ, canxi, sắt. Măng cụt giúp kiểm soát sự thèm ăn, mang đến hiệu quả giảm cân rõ rệt. Tuy nhiên, măng cụt không được khuyến khích ăn vào buổi tối. Trong quả măng cụt cũng chứa nhiều đường. Việc ăn nhiều vào buổi tối có thể làm quá trình chuyển hóa giữa đường và chất béo gặp vấn đề. Từ đó, khiến cô bác tăng cân nhanh và không tốt cho hệ tiêu hóa. Hơn nữa, chất saffron trong măng cụt có thể phát huy tác dụng vào ngành ngộ độc. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bà bầu ăn trái cây buổi sáng là tốt nhất, đặc biệt nên tiêu thụ sau bữa ăn sáng từ 1 đến 2 tiếng để cơ thể hấp thu trọn vẹn các thành phần dinh dưỡng và vitamin có trong quả. Do trái cây chứa hàm lượng fructose cao nên các mẹ hạn chế ăn buổi tối sát giờ ngủ vì sẽ làm tăng hàm lượng đường, theo đó sẽ khiến giấc ngủ bị rối loạn, đồng thời sẽ gây đầy bụng và khó chịu. Nói tóm lại, cô bác chỉ nên bổ sung măng cụt và thực đơn ăn tráng miệng hoặc ăn vặt vào ban ngày, nhưng tránh xa loại quả ngon này vào buổi tối vì nó có thể khiến giấc ngủ chập chờn. Thứ 6, cô bác không nên ăn dứa buổi tối, đặc biệt là sát giờ đi ngủ. Dứa giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp tăng cường miễn dịch, tốt cho sức khỏe. Ăn dứa có công dụng giảm cân rất hiệu quả, vì dứa là một loại trái cây nhiệt đới phổ biến, có vị chua ngọt và giàu dinh dưỡng. Dứa có tác dụng giảm cân nhất định, một mặt là do dứa giàu chất xơ nên có thể làm tăng cảm giác no sau khi ăn và giảm cảm giác no sau khi ăn. Mặt khác, do dứa có chứa thành phần tiêu hóa tự nhiên, còn được gọi là enzyme dứa, có thể giúp phân hủy protein. Cũng có thể axit hóa chất béo hiệu quả, giảm hấp thụ chất béo ở đường tiêu hóa, nên thích hợp ăn vào ban đêm. Ăn dứa có thể đóng một vai trò trong việc giảm cân. Tuy nhiên, cô bác không nên ăn dứa vào buổi tối. Dứa có hàm lượng đường cao, khi ăn vào buổi tối sẽ gây ra tình trạng tăng cân không kiểm soát. Đặc biệt với người bị tiểu đường thì việc ăn dứa vào buổi tối sẽ khiến bệnh càng trở nên nghiêm trọng, nguy hiểm cho người bệnh. Vì thế, buổi tối là thời điểm không thích hợp để ăn dứa. Ăn dứa buổi tối cũng sẽ khiến các thành phần khác như protein không thể được tiêu thụ và hấp thụ hoàn toàn và chúng có thể tích tụ trong dạ dày dưới dạng chất béo, có thể dẫn đến tăng cân theo thời gian. Vì vậy, nếu cô bác muốn tiêu thụ dứa vào buổi tối thì chỉ nên ăn từ 200-250g. Dứa chứa nhiều chất chua, nếu ăn quá nhiều, thành phần axit của nó cũng sẽ dễ kích thích ruột, dạ dày và gây tiết axit dạ dày quá mức. Nó có thể gây khó chịu đường tiêu hóa. Thứ 7, thanh long không nên ăn buổi tối vì cực kỳ nguy hiểm. Nói đến thanh long,
thì hẳn cô bác cũng không còn xa lạ gì. Đây là loại quả đặc sản quen thuộc của người Việt và nổi tiếng là giàu dinh dưỡng. Thanh long còn chứa nhiều chất xơ, giúp cải thiện tiêu hóa tốt, tránh được táo bón. Giàu vitamin C, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, tránh những rối loạn hô hấp. Các vitamin nhóm B giúp giảm cholesterol và cải thiện làn da, đặc biệt là lượng lycopene có đặc tính chống oxy hóa, giúp ngăn chặn sự hình thành các tế bào ung thư, ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, đây là loại trái cây chứa nhiều đường, không nên ăn nhiều vào buổi tối. Chúng có thể gây ra các chứng rối loạn đường ruột, tiêu chảy và các bệnh liên quan đến lượng đường trong máu. Riêng nữ giới đến kỳ kinh nguyệt không nên ăn thanh long để tránh tình trạng hành kinh không thông. Người mang thai nên cẩn thận khi ăn thanh long. Trong thanh long có chứa nhiều protein thực vật, do đó những người mang thai dễ bị dị ứng. Đặc biệt đối với người bị bệnh tiểu đường không nên ăn nhiều thanh long. Thanh long có chứa nhiều đường gluco. Người bệnh tiểu đường nên sử dụng nhiều thanh long sẽ khiến lượng đường trong máu tăng cao. Chính vì vậy, để hấp thụ tốt các chất dinh dưỡng trong quả thanh long cũng như các loại trái cây, cô bác nên ăn chúng vào buổi sáng. Theo Bonsky, cô bác nên uống một ly nước vào buổi sáng và ăn trái cây. Ăn trái cây sau bữa ăn thường ngày có thể không cung cấp cho cô bác những lợi ích tối đa. Khi cô bác ăn trái cây vào buổi sáng, chúng giúp thải độc trong cơ thể tốt nhất. Bên cạnh đó, cô bác cũng không nên ăn na vào bữa tối đâu nhé. Lý do là vì na rất giàu vitamin C, chất xơ và các dưỡng chất thiết yếu giúp tăng cường hệ miễn dịch. Dù tốt cho sức khỏe, na không được khuyến khích ăn vào buổi tối vì chứa hàm lượng đường cao. Nếu cô bác ăn vào buổi tối có thể gây đầy bụng, khó tiêu, khiến cô bác mất ngủ. Thậm chí, nếu sử dụng trong thời gian dài còn có thể gây tiểu đường cho cô bác. Đặc biệt, cô bác nào mà đang bị bệnh tiểu đường sẵn thì bệnh tình sẽ càng nặng hơn đấy ạ. Cô bác thân mến, trên đây là tổng hợp 8 loại trái cây mà cô bác không nên ăn vào buổi tối nếu không muốn tăng cân béo phì. Ngoài ra, nếu cô bác cho biết thêm những trái cây không nên ăn vào buổi tối nào nữa, hãy chia sẻ lại xuống phần bình luận của chương trình nhé. Và để quý vị khán giả được biết, mặc dù đúng là không phải loại trái cây nào cũng ăn vào buổi tối cũng tốt, điển hình là danh sách tôi chia sẻ ở trên, nhưng thực tế, cô bác có thể ăn trái cây vào buổi tối nếu muốn, miễn sao là phải cân bằng khẩu phần ăn và đừng ăn quá sát giờ đi ngủ là được. Dưới đây là một số loại quả cô bác nên ăn vào buổi tối. Đầu tiên là chuối chín. Có không ít người cho rằng ăn một hoặc nhiều quả chuối vào buổi sáng và không ăn thứ gì là rất tốt cho sức khỏe. Song ăn chuối khi bụng rỗng không phải là ý tưởng tốt. Chuối có đầy đủ kali, chất xơ và magie, nhưng chúng cũng có tính axit và chứa nhiều đường. Nạp các thực phẩm có tính axit khi bụng đói có thể gây ra các vấn đề về đường ruột. Chưa kể, việc nạp đường vào buổi sáng có thể khiến cô bác cảm thấy buồn ngủ, cạn kiệt năng lượng sau vài giờ. Nếu cô bác vẫn muốn ăn chuối vào buổi sáng, hãy trộn nó với các loại thực phẩm khác. Những vấn đề trên có thể được giải quyết. Thế nhưng, cô bác có biết rằng các chuyên gia khuyên ăn chuối vào buổi tối cực tốt. Nó giúp tăng sự ngon miệng cũng như giúp hỗ trợ cho việc tiêu hóa tốt hơn, giúp quá trình chuyển hóa thức ăn được tốt hơn, tránh bị đầy bụng sau khi ăn tối. Ngoài ra, chuối còn chứa tryptophan, loại axit amin kích thích sản xuất hormone melatonin, giúp cô bác ngủ ngon hơn và có lợi cho những người hay bị mất ngủ. Nếu cô bác hay bị chuột rút mỗi đêm, ăn chuối trước khi đi ngủ để khắc phục điều này, do chuối có chứa kali và magie, thúc đẩy làm cân bằng điện phân trong cơ thể, ngăn ngừa chuột rút. Tiếp theo là dưa chuột. Ăn dưa chuột khi bụng rỗng vào buổi sáng có thể gây đau bụng, ợ nóng, đầy hơi và khó chịu. Đặc biệt, những người mắc các bệnh về dạ dày không nên ăn dưa chuột lúc này vì cơn đau có thể trầm trọng hơn. Tuy nhiên, ăn dưa chuột vào bữa tối có thể hỗ trợ giảm cân. Bởi dưa chuột còn có rất giàu propanoid diacid, một chất có tác dụng ngăn chặn sự chuyển hóa đường thành chất béo, giúp hỗ trợ giảm cân rất hiệu quả. Ngoài ra, thành phần chính của dưa chuột là nước nên nó không có nhiều calo, nhưng bù lại có chứa những dinh dưỡng cần thiết như caroten, vitamin B và đường, protein, canxi, phốt pho và sắt. Ngoài ra, ăn dưa chuột vào buổi tối còn tốt cho da vì các enzyme trong nó có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp mở rộng mao mạch của da, thúc đẩy lưu thông máu. Thứ ba nữa là cà chua. Cà chua rất giàu vitamin, ít calo và bổ dưỡng nhưng không nên ăn khi đói. Nguyên nhân là bởi chất pectin và nhựa phenolic chứa nhiều trong cà chua. Những chất này có thể phản ứng với axit dịch vị, đau dạ dày, có thể gây đau bụng và khó chịu.
đôi khi còn có thể gây ra tình trạng nôn mửa. Do đó, cô bác không nên ăn cà chua vào buổi sáng khi bụng rỗng. Song ăn cà chua vào buổi tối lại cực kỳ tốt cho sức khỏe. Nó không chỉ giúp cô bác giảm cân nhanh chóng mà không làm ảnh hưởng tới sức khỏe, giúp làm đẹp da, cô bác vẫn căng mịn hồng hào chứ không bị chảy xệ, không nhăn lại như khi ăn kiêng quá mức. Các nhà khoa học cho biết, mỗi 15mg lycopene từ cà chua được nạp vào cơ thể hàng ngày sẽ thúc đẩy quá trình giảm cân ngay cả khi cô bác đang ngủ. Cô bác có thể sử dụng nó cả ngày nhưng phải đảm bảo chiếc bụng không bị trống rỗng nhé. Để không làm ảnh hưởng đến dạ dày, hoặc thay vì ăn buổi sáng thì hãy sử dụng nó vào buổi tối để công dụng được nhân hai nhé. Thứ tư, cô bác có thể ăn một chút quả lê vào buổi tối. Lê là loại quả chứa nhiều vitamin, kali và ít calo, rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, cô bác không nên ăn loại quả này vào buổi sáng. Nguyên nhân là bởi lê có chứa chất xơ thô, có thể làm hỏng màng nhầy mỏng manh của dạ dày khi ăn lúc đói. Điều này không có nghĩa là cô bác nên tránh ăn lê hoàn toàn. Trên thực tế, một số nghiên cứu chỉ ra rằng những người ăn lê ít bị béo phì hơn và có xu hướng có chế độ ăn uống chất lượng cao hơn. Tuy lê cũng là loại quả chứa nhiều carbon hydrate nhưng lại thích hợp cho việc giảm cân khi ăn khuya. Cô bác thân mến, trái cây rất cần thiết cho chế độ dinh dưỡng của mỗi người. Tuy nhiên, cô bác cần chú ý xây dựng chế độ ăn uống thật hợp lý, biết rằng loại quả nào nên ăn vào thời điểm nào để bảo vệ sức khỏe của bản thân được tốt nhất nhé. Cảm ơn cô bác đã dành thời gian theo dõi chương trình. Chúc cô bác và gia đình luôn có thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Cô bác cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.